Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Đây là những con giáp gặp vận đen đủi, bùa vây, làm việc gì cũng khó thành trong ngày 29 tháng 9 âm lịch. Các bạn cùng chiêm nghiệm với mình xem có đúng không nhé. Những con giáp này trong ngày 29 tháng 9 âm lịch, công việc gặp nhiều trục trặc hơn hẳn, có điểm đấu đá, cạnh tranh, bị kẻ xấu hãm hại, cướp công lao. Dù bạn có khả năng hoàn thành công việc đi chăng nữa thì cũng bị tiểu nhân phá đám gây khó dễ, bị cấp trên chèn ép, đồng nghiệp chơi bẩn, khiến tinh thần làm việc bị xuống dốc nghiêm trọng, dễ mắc phải sai lầm không đáng có. Thêm vào đó, vận khí kém nên con giáp này hầu như không gặp may mắn về tiền bạc. Mọi thứ bạn có đều đổi lại bằng sự phấn đấu không ngừng nghỉ, nhưng thành quả thu được chẳng là bao. Thậm chí nếu thời gian này mà không quản lý chặt túi tiền của mình, tin tưởng nhầm người rồi lại trắng tay. Đó là con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tuổi Tý. Tuổi Tý gặp nhiều áp lực trong công việc, những việc trước đó đang tiến triển tốt bỗng gặp trở ngại, vận trình sa sút nghiêm trọng. Con giáp này tinh thần suy sụp khi gặp phải quá nhiều thất bại trong cùng một lúc. Bản mệnh dễ nảy sinh tranh chấp, bất đồng với đồng nghiệp, tiền bạc cũng hao hụt đi nhiều, thu nhập không còn được thoải mái nữa. Nếu không tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư thì khả năng thua lỗ là rất cao, chuyện kinh doanh kém thuận, tiền lãi không đủ nhập hàng. Trong ngày hôm nay có thương quan lâm mệnh khiến tuổi Tý lao đao trong con đường sự nghiệp, rắc rối cứ từ đâu ập đến khiến bạn không kịp trở tay, nhiều người còn có ý định thôi việc, rút lui hoặc nghỉ học giữa trường vì mệt mỏi, áp lực đè nặng lên vai mỗi ngày không thở nổi. Mặt tình cảm cũng ảm đạm không kém vì cục diện thổ khắc thủy, con giáp này thẳng tính hay nói năng không kiêng nể những người làm phật ý. Con giáp này thẳng tính hay nói năng không kiêng nể những người làm phật ý mình nên dễ bị người ta ghét bỏ hoặc nói xấu sau lưng. Có những chuyện không đáng để nói nhưng bạn cứ thích làm quá lên khiến mọi người phải im lặng. Vận trình tài lộc có chiều hướng đi xuống do bản mệnh hấp tấp, dễ bị dụ dỗ, nghe lời ngon ngọt khi mua hàng trên mạng, mua nhà, mua đất. Khi giao dịch tiền bạc lớn hơn thì Tý nên tham khảo ý kiến của nhiều người xung quanh, kẻo bị lừa. Để hóa giải vận đen và chiêu mới may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 2. Tuổi Thìn. Bước sang ngày 29 tháng 9 âm lịch, con giáp này lại phải chịu những cú sốc khá lớn khi mọi chuyện thay đổi quá nhanh, từ may mắn trở thành xui xẻo, chẳng gặt hái được thành công mà toàn là thất bại. Công việc khó khăn, mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên, bản mệnh cảm thấy bế tắc khi những nỗ lực của mình không đem lại kết quả như mong đợi. Đôi lúc con giáp này đã nghĩ tới chuyện buông xuôi, bỏ mặc mọi thứ, không quan tâm đến nữa. Tình cảm vợ chồng dễ có mâu thuẫn, có điểm đào hoa xấu, tư tưởng ngoại tình vì lâm tương xung. Bạn thắc mắc là tại sao có người làm ác mà họ vẫn sống tốt, thực ra là có nhân quả. Sống ở đời đừng quá so đo với người khác, chỉ thêm khổ tâm mà thôi, cứ lo chuyện nhà mình là đủ nhé Thìn. Tiền bạc dễ mà thất thoát, tiền kiếm được nhưng chẳng giữ nổi trong tay. Có những chuyện bất ngờ xảy ra khiến con giáp này không thể không chi tiền riêng của mình để giải quyết. Để hóa giải vận đen và chiêu mới may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 3. Tuổi Tỵ. Bản mệnh gặp thiên quan nên cẩn thận đường công việc dính dáng đến kiện tụng cấp dưới chính quyền. Chuyện gì cho qua được thì hãy cho qua, cuối tuần hãy an phận chứ đừng lôi công việc ra làm, kiểu gì cũng có rắc rối ập đến với tuổi Tỵ. Nhờ hỏa dưỡng thổ nên Tỵ tránh được thị phi từ thiên hạ, có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình. Những nhà nào sắp đi du lịch thì nên chuẩn bị từ bây giờ. Nhiều đôi mới cưới sắp có thêm thành viên mới trong nhà sau bao ngày mong chờ. Vận trình tài lộc của con giáp này đang trên đà phát triển tốt, sắp có may mắn về chuyện tiền bạc đang đến với bản mệnh. Người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra.
Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 4. Tuổi Thân, đường sự nghiệp gặp Tỵ Kiên, cảnh báo tuổi Thân nên cẩn thận với cấp dưới, đồng nghiệp, bạn làm ăn chung trong thời gian tới đây. Tiểu nhân sinh ghen ghét, họ cho rằng bạn may mắn mà có được, nhưng không ai hiểu bạn đã trải qua giai đoạn khó khăn đến thế nào, thậm chí kể ra cũng không ai tin. Cục diện thổ sinh kim bù đắp cho tuổi Thân trên con đường tình cảm. Bạn nhận được mọi người xung quanh yêu quý vì thoáng tính, sống thật lòng, không thích giả tạo. Vợ chồng dần tìm được điểm cân bằng trong mối quan hệ hai người, cuối tuần có thời gian đưa con cái đi chơi. Thân đang tự ép bản thân mình trải qua những tình huống khó khăn trong việc chi tiêu, với lối sống lạc quan nên thu nhập sẽ còn vượt trội hơn nhiều. Làm việc gì bạn cũng cẩn thận lên kế hoạch rõ ràng để tránh thất thoát. Để hóa giải vận đen và chiêu mới may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 5. Tuổi Dậu, đường sự nghiệp của bản mệnh lâm kiếp tài nên cẩn thận với cấp dưới, người làm chung và bè bạn, có điểm đầu đá, tranh chấp, phủi sạch công lao của bạn trong thời gian qua. Dậu là con giáp có năng lực, nếu mà chịu bất công nên vùng lên nói thẳng, khi bạn trong sạch thì không cần phải sợ. Tương hại cục cảnh báo, con giáp này dễ dính thị phi, bị bạn bè chơi đều, quỵt nợ, vợ chồng bất đồng ý kiến, cãi nhau. Bản mệnh làm gì cũng lủi thủi một mình, cố gắng hết sức nhưng không được thông cảm. Hễ ăn nhàn một chút lại bị tiểu nhân đứng sau ghen ghét, dè bỉu. Đường tài lộc chính là điểm sáng trong ngày nhờ cục diện thổ sinh kim. Đặc biệt là người tuổi Dậu trong lĩnh vực kinh doanh có lộc làm ăn nên không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, hàng hóa buôn may bán đắt, thuận buồm xuôi gió. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 6. Tuổi Hợi, chịu ảnh hưởng từ cục diện thổ khắc thủy nên công việc làm ăn, kinh doanh của tuổi Hợi hôm nay không như ý. Nếu không đủ quyết tâm và kiên trì thì rất khó vượt qua những chông gai, thử thách ở phía trước. Nên trau chuốt lại cách ăn mặc khi gặp khách hàng, ăn nói nhỏ nhẹ một chút thì may mắn. Có những cuộc tranh cãi liên tiếp xảy ra khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng, thiếu vắng hơi ấm, vợ chồng ngày càng xa cách. Con cái có chuyện không vui nên cha mẹ cần tâm sự, hỏi thăm con trong thời gian này để khích lệ con. May mắn là có thực thần cát tinh trợ vận nên con sắp này được lộc bất ngờ. Dù công việc hơi ảm đạm nhưng bù lại bạn hay được mời đi ăn, được cho quà, cho đồ ăn. Bạn cứ chú tâm vào bồi dưỡng năng lực thêm nữa để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, như vậy kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ cho quý vị 6 con giáp xui xẻo nhất ngày 29 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.